Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông và vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả các anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, vì từ bên trong, tức lòng người, phát xuất từ ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm qua chúng ta đã nghe Thiên Chúa muốn tấm lòng, vì Thiên Chúa là tấm lòng. Thiên Chúa muốn chúng ta đến với người, xử với người bằng tấm lòng. Hôm nay Chúa Giêsu cho biết lòng của mỗi người nó như thế nào. Tấm lòng của mọi người nó quyết định một người tốt hay xấu. Không phải là cái hành động, lời nói bên ngoài nó là xấu xa. Lời nói, hành động nó xấu hay nó tốt là do cái động lực từ bên trong, tức là lòng người. Mà tốt hay xấu là vì trong lòng đã chất chứa những cái tốt cái xấu đó. Hôm nay thì Chúa Giêsu nói về những cái xấu trong lòng người ta làm cho chính đương sự ra ô uế như bẩn xấu xa, và cũng làm cho người khác ra ô uế như bẩn xấu xa. Bây giờ mỗi người chúng ta cần phải trở về với lòng của mình, nhìn vào tận đáy lòng của mình. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy chất chứa nhiều chuyện. Có những cái tốt, đúng, và có những cái xấu, mà có lẽ nhiều cái xấu hơn. Làm sao mà chúng ta nói rằng có nhiều cái xấu hơn? Bởi vì hành động bên ngoài, cách xử sự bên ngoài chúng ta xấu nhiều hơn là tốt. Vì trong lòng chất chứa mà ý nghĩ xấu, tà dâm, ăn trộm rồi, lừa đảo, phỉ báng, ganh tị, gan dâm, nói hành nói xấu, đủ chuyện chứa tất cả cái đó rồi, nó bộc lộ ra bên ngoài bằng thái độ, bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động của chúng ta. Chúng ta quên rằng mình chất
chứa những cái xấu và mình lan tỏa những cái xấu. Trong khi đó thì mình cứ để ý những cái xấu của người khác, rồi buôn chuyện, nói chuyện xấu của người khác nữa, tiếp tay cho cái xấu, để cái xấu nó làm ô uế nhiều người hơn nữa. Nhưng mà quên mất rằng tại sao chúng ta lại nói hành nói xấu, tại sao chúng ta lại tiếp tay cho những cái xấu đó? Bởi vì trong chính chúng ta có những cái xấu. Ai hành nói xấu, ganh tị giảm pha đó. Nhớ kỹ rằng mình có những cái chuyện đó. Hai cái tần số xấu nó gặp nhau. Giờ bây giờ tôi xin phép thí dụ, một vài thí dụ cụ thể để anh chị em thấy. Thí dụ, cha mẹ đó, hơi tí thì giận dữ con cái, la mắng, chửi bới, đánh đập. Những cái đó nó bắt nguồn từ bên trong cái xấu, lòng chất chứa để những cái xấu nó bộc lộ ra bên ngoài. Cái xấu đó trước hết nó làm cho chính cái người nói ra bộc lộ hành vi đó nó xấu, rồi làm cho con cái của mình trở thành xấu, hít thở những cái độc hại. Người ta quên cái chuyện đó. Rồi hay chửi bới, la mắng, lung tung, nói người này người kia. Họ gieo rắc những cái xấu đầy ra chung quanh. Người khác cũng phải lây nhiễm chuyện đó. Rồi tôi vừa nói đó, nói hành, nói xấu, gièm pha, ganh thịt. Xin lỗi mấy bà, mấy cô nhé. Tôi nghe chính những người, mấy bà, mấy cô nói rằng khi tụ nhau lại hay nói xấu, hay nói người này người kia. Và một số các bà quét nhà thờ đó hay nói xấu các linh mục, các cha xứ của mình. Tôi vừa nói đó, cái xấu nó từ bên trong, không phải là người ta xấu mà mình xấu trước. Mình bắt đặt những cái xấu đó, mình đồng ý rồi, mình làm cho mình xấu, xong rồi mình nói ra để làm cho nhiều người khác xấu hơn nữa, ô uế hơn nữa, tội lỗi hơn nữa. Đó, bây giờ chúng ta nhìn đi. Xin lỗi anh chị em, không phải là chỉ lời nói, tôi nói thôi. Ngay những ý nghĩ của chúng ta đó, ý nghĩ xấu đó, thì cái chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ xấu nó phát ra những cái làn sóng xấu và làm cho người khác bị lây nhiễm. Những người chúng ta giao tiếp, chúng ta không thể gặp gỡ. Rốt cuộc làm sao? Chúng ta vô tình thôi. Vô tình tiếp tay cho Satan để làm cho sự xấu, sự ô uế, tội lỗi cứ lan rộng mãi ra trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, trên thế giới. Những cái xấu đó nó không mất được, không mất đi đâu, không mất đi đâu, nó vẫn còn đó thưa anh chị em. Những lời nói xấu của chúng ta, sự giận dữ chúng ta bộc lộ bên ngoài vẫn còn đó, không mất đi cả, không có gì mất đi hết. Cho nên cái trước hết tôi đề nghị mỗi người chúng ta nhìn lại đi. Chúng ta vô tình mang những cái xấu trong mình rồi gieo rắc cái xấu ra chung quanh. Nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi chúng ta cứ đổ tội cho người này, người kia. Mình không có nhận cái phần của mình. Vì thế, vì lòng chúng ta chất chứa nhiều cái điều xấu như vậy, cho nên chúng ta đến với Chúa gặp gỡ chúng ta không có lòng. Còn đâu? Còn lòng chỗ nào mà dành cho Chúa đâu, bị đầy những cái chuyện xấu xa đó. Mỗi người chúng ta thưa anh xem, cứ thành tâm ngồi mà nghĩ xem. Nghĩ xem, mình hay nghĩ chuyện gì, hay nói những cái gì, xử sự làm sao với người ta, thì mình biết lòng của mình chất chứa những cái đó. Cho nên người ta lo cái bên ngoài,
Những người Pha-ri-siêu kinh sư lo rửa tay, rửa chân cho nó sạch sẽ bên ngoài, mà bên trong thì đầy những chuyện xấu xa. Chú bảo đừng quan trọng những cái chuyện bên ngoài, hãy trở về với lòng mình để thấy cái xấu nó tận cân tận rễ, nó ngay trong lòng mình đó. Nếu lòng tôi chất chứa những điều tốt thì miệng tôi nói ra những điều tốt, cái nhìn của tôi cũng tốt, ý nghĩ của tôi cũng tốt, và cái giao tiếp của tôi đều lan tỏa điều tốt lành đó ra cho những người xung quanh. Lúc đó chúng ta có lòng với Chúa, bởi vì mọi sự tốt lành đều bắt nguồn từ Chúa. Trên cái điều tích cực, bây giờ tôi muốn nói với anh chị em là phải làm sao để lòng mình có Chúa. Có Chúa là có mọi điều tốt lành. Và có Chúa rồi thì lời nói chúng ta, cái nhìn của chúng ta, cách xử sự của chúng ta, cách giao tiếp của chúng ta đều có Chúa, đều lan tỏa những điều tốt lành ra xung quanh. Không biết anh chị em trong những người đang nghe tôi nói đây đã có bao giờ có cái kinh nghiệm không? Tôi cho rằng có, bản thân tôi cũng có kinh nghiệm, và tôi nói chuyện với một số người cũng có. Tức là sao? Thí dụ, cái người mà mình chưa gặp bây giờ, tình cờ mình gặp lần đầu tiên đó, có những trường hợp mình bị dội ra, mình không hiểu tại sao nó như thế. Và có những người mình mới gặp cái đó mình thấy dễ mến, mình muốn gần tới họ. Chắc anh chàng cũng có thể có những lần như thế. Cái đó do cái làn sóng bên trong nó gặp gỡ nhau. Cái tốt nó gặp gỡ tốt thì mình cảm thấy bình an, vui sướng. Còn có những cái không tốt mình bị dội lại. Tức là nói theo kiểu tự nhiên thôi. Còn nếu bây giờ mình có Chúa, có Chúa thì Chúa qua mình sẽ lan tỏa ra chung quanh với tất cả người gặp gỡ. Tôi nói rằng chỉ nguyên ý nghĩ tới Chúa thôi, nghĩ tới Chúa thôi, nhớ tới Chúa thôi, nguyên cái đó không, cũng phát ra những làn sóng thần linh để làm nâng dậy biết bao nhiêu người chung quanh tôi, sống với tôi, giao tiếp với tôi. Cần phải trở về với lòng mình, năng trở về với lòng của mình để thấy được con người của mình. Nhưng mà làm sao mà thấy được thưa anh chị em? Làm sao mà thấy được? Bởi chúng ta vẫn tự bênh mình, vẫn cho mình là tốt là hay. Đó. Còn chúng ta rất là sáng suốt về những cái xấu của người khác, rất sáng suốt. Còn mình thì mình chả thấy gì cả, mình thấy nói chung là không tốt thôi. Làm sao mình biết mình được? Không phải dễ gì mà biết mình, thưa anh chị em. Trong tuần vừa rồi, nếu tôi không lầm thì là, hay là cái câu chuyện mà Chủ nhật vừa rồi đó, là ông Simon Phêrô sau mẻ cá lạ lùng, ông quỳ sụp dưới chân Chúa Giêsu nói rằng: lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là người tội lỗi. Trước đó Chúa Giêsu xuống thuyền của ông Phêrô ngồi giảng, rồi trao đổi với ông một thời gian lâu lắm, ông đâu có nhận ra Chúa, đâu có nhận ra mình. Rồi tới lúc đó thì ánh sáng của Chúa soi chiếu, ông mới nhận ra con người thật của mình. Cũng thế thưa anh chị em, chúng ta muốn nhận ra tận đáy lòng của mình, con người mình như thế nào, phải đến với Chúa, phải ở trước mặt Chúa, phải ở với Chúa để ánh sáng của Chúa soi cho mình. Lúc đó mình mới biết rõ con người thật của mình, biết rõ lòng của mình như thế nào. Con người ta tốt hay xấu là ở tâm lòng, chứ không phải ở môi mép bên ngoài xã giao vồn vã các cái, chưa hẳn đâu. Đôi khi chỉ là
bề ngoài là xã giao, là che đậy những cái không hay không tốt bên trong mà người ta không biết, nhưng Chúa biết. Phải sống thật với Chúa, sống thật với Chúa từ bên trong để có thể sống thật với mọi người từ bên trong của mình, chứ không chỉ là xã giao hình thức bôi bác bên ngoài. Cái xã giao bên ngoài, bôi bác bên ngoài đó, nó cũng bắt nguồn cái sự từ bên trong của mình, những cái điều xấu, mình giả hình, giả bộ để sống thế này, để nói thế kia, để cư xử thế này, để người ta tin rằng mình tốt. Thực sự đâu có phải mình tốt như mình tưởng đâu. Chúng ta không tốt như mình tưởng đâu. Chúng ta tốt hay xấu thực sự đó, chỉ khi được Chúa soi sáng. Điều này không phải một lúc. Thưa anh chị em, có những lần bắt đầu ta nhận ra rồi tiếp tục ở với Chúa, một mình, sống với Chúa, hướng về Chúa. Chẳng hạn như là ban đêm, hoặc lúc tối hơn, hoặc ở một mình ở với Chúa. Lúc đó Chúa mới cho chúng ta thấy cái lòng của mình như thế nào. Cái kết luận của tôi thưa anh chị em, lòng của chúng ta từ ngày chịu thánh tẩy là Thiên Chúa ba ngôi chí thánh chí tôn ngự trong đó. Rất rõ ràng chuyện đó. Phải làm sao để mỗi ngày trở nên xứng đáng hơn với Thiên Chúa ba ngôi chí thánh chí tôn? Làm sao được? Khi tôi đọc cái cuốn sách giáo lý nói về Đức Mẹ đó, thì có một cái ý tưởng rất hay thưa anh chị em, là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, cả hai ngôi vị đó đến làm việc nơi Đức Mẹ Maria vô nhiễm từ cái giây phút đầu tiên là thành thai trong lòng thân mẫu. Và hai ngôi vị Thiên Chúa đó làm việc ngày đêm liên tục để thánh hóa, cho tới ngày truyền tin đó là cái lúc mà Chúa Giêsu đã thấy rõ rằng công trình của mình làm đền thờ cho chính mình là Đức Trinh Nữ vô nhiễm Maria đã hoàn tất. Và Chúa Giêsu vui vẻ sung sướng đến ngự trong lòng Trinh Nữ Maria là cái đền thờ mà chính người đã chuẩn bị cho mình. Qua cái ý tưởng đó thưa anh chị em, cái ngắm thứ nhất mùa vui đó, tôi vẫn cầu xin Chúa Giêsu xin đến làm cho con nên xứng đáng với Chúa. Vì thế bây giờ tôi cũng đề nghị tất cả anh chị em, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Maria như thế nào thì cũng làm cho mỗi người chúng ta y như vậy. Hãy mời Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu chúng ta bây giờ là Chúa Giêsu phục sinh, đương nhiên có Thánh Thần của người rồi. Mời Chúa Giêsu đến làm cho con mỗi ngày trở nên xứng đáng với Chúa. Cứ tha thiết như vậy từ ngày này qua ngày khác, dần dần từng bước một, thì chính Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta, mà muốn làm chúng ta nên tốt đó thì làm bắt đầu từ cái lòng sâu thẳm nhất của chúng ta, làm chúng ta nên tốt lành. Bởi vì cái lòng của mọi người quyết định một con người xấu tốt. Xin Chúa Giêsu làm chúng ta hiểu được đó, và xin Chúa Giêsu cho chúng ta tha thiết mong chờ người hoạt động trong chúng ta như Chúa muốn.